cảnh báo va chạm trước và sau, giúp bạn tránh các vật cản xung quanh trong lúc đổ xe hay di chuyển chậm. Hệ thống bao gồm nhiều cảm biến siêu âm được lắp đặt trên cản trước và cản sau. Khi phát hiện vật cản khi đang lùi xe, hệ thống cảm biến sau sẽ phát ra tiếng bíp qua loa phía sau. Khi xe ở số lùi, khoảng cách của xe đến vật cản sẽ được hiển thị trên màn hình với các vạch màu cảnh báo khoảng cách từ an toàn đến nguy hiểm trong khi lùi xe. Ở một số mẫu xe, khi càng đến gần vật cản, tiếng bíp sẽ càng dồn dập hơn. Bạn có thể ước lượng khoảng cách giữa xe bạn và chướng ngại vật bằng tiếng âm báo. Xe càng gần chướng ngại vật thì âm báo sẽ càng kêu nhanh hơn. Nếu khoảng cách xuống dưới 30-40cm, tín hiệu sẽ kêu liên tục. Nếu xe tiến đến gần chướng ngại vật từ phía trước hoặc sau, một hồi chuông báo sẽ vang lên. Tần số âm báo sẽ tăng nhanh hơn khi khoảng cách giảm xuống. Ở một số mẫu xe, càng tiến gần vật cản, tiếng bíp sẽ được phát ra dồn dập hơn. Tính năng này có thể được bật tắt qua hệ thống hỗ trợ đổ xe hoặc trong menu cài đặt của bảng điều khiển trung tâm. Cảnh báo va chạm trước và sau có thể không dò tìm được hết mọi vật cản như người đi đường hay vật cản ở vị trí thấp hơn cản xe. Trong mọi trường hợp, luôn chú ý quan sát kỹ càng xung quanh trước khi cho xe tiến hoặc lùi.